Chào mừng mấy bộ đã đến với chương mục BTS News số thứ 3. Đây là chương mục cập nhật tin tức về trai nhà. Chương mục này sẽ giúp cho mấy bộ cập nhật những tin tức hot nhất và đáng chú ý nhất về BTS trong tuần vừa qua mà không cần tốn nhiều thời gian. Hãy cùng mình điểm lại những tin tức và sự kiện diễn ra trong tuần này nhé. Giờ thì khi đi cầu. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bộ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Đầu tiên, BTS thắng lớn tại giải thưởng âm nhạc MTV năm 2020. Lễ trao giải thưởng video âm nhạc của MTV năm 2020 đã tổ chức tại thành phố New York, Mỹ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một lễ trao giải quy mô lớn được tiến hành theo hình thức truyền thống thay vì phải tổ chức trực tuyến như nhiều sự kiện khác do đại dịch Covid-19. Ấn tượng nhất trong lễ trao giải năm nay đó chính là nghệ sĩ Hàn Quốc. BTS đã xuất sắc thu về trọn vẹn các giải thưởng cho tất cả 4 đề cử với ca khúc On, gồm video nhạc pop xuất sắc nhất, video có vũ đạo xuất sắc nhất, K-pop xuất sắc nhất, video xuất sắc nhất của nhóm BTS, đồng thời là ban nhạc châu Á đầu tiên được vinh danh với video nhạc pop xuất sắc nhất, hạng mục giải thưởng vốn có sức cạnh tranh rất khốc liệt. Chị gái của J-Hope sẽ kết hôn. Chị Jiwoo đã thông báo trên story Instagram cá nhân rằng mình sẽ kết hôn vào năm tới, có thể là vào mùa thu. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chúc mừng BTS đã giành vị trí quán quân đầu tiên trên Billboard Hot 100 với Dynamite. Sáng ngày 1 tháng 9, trên tài khoản Twitter của mình, ngài tổng thống tweet bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. BTS đã đạt được vị trí số 1 đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, viết nên một chương mới trong lịch sử K-pop với tư cách là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này. Sau 4 lần đứng đầu bảng xếp hạng album chính Billboard 200, giờ đây họ đã đạt được vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng. Điều này thực sự đáng kinh ngạc, đó là một thành tích huy hoàng, càng làm tăng thêm niềm tự hào về K-pop. Bài hát Dynamite đứng đầu danh sách càng có ý nghĩa hơn vì nó được sáng tác để mang đến thông điệp, an ủi và hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới đang phải vật lộn với Covid-19. Điều này sẽ mang lại niềm an ủi to lớn cho những người Hàn Quốc đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng quốc gia do Covid-19 gây ra. Xin gửi lời chúc mừng chân thành của tôi tới nhóm. Vào 0 giờ, KST ngày 1 tháng 9 năm 2020, Jimin chúc mừng sinh nhật của Úc Cookie. Trung Quốc à, anh mong rằng em sẽ có một sinh nhật tuổi 24 thiệt là hạnh phúc nha. Anh yêu em, với các hashtag, Jimin chúc mừng sinh nhật Trung Quốc. BTS trình diễn Dynamite lần đầu tiên tại MTV VMA 2020. Sáng ngày 31 tháng 8, BTS đã có màn trình diễn ca khúc Dynamite vô cùng xuất sắc tại lễ trao giải MTV VMA 2020. Lễ trao giải MTV VMA 2020 được tổ chức vào 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 31 tháng 8 tại thành phố New York, Hoa Kỳ với sự góp mặt cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như Ariana Grande và Lady Gaga, dẫn đầu với tổng số 9 đề cử The Weeknd, Machine Gun Kelly, Doja Cat, Miley Cyrus. Trong đó, BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc được người hâm mộ mong chờ nhất, có tới 4 đề cử, nhóm nhạc xuất sắc nhất, PES, K-pop, ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất và biên đạo múa xuất sắc nhất. Tại lễ trao giải năm nay, BTS trình diễn ca khúc tiếng Anh vừa mới ra mắt Dynamite. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc này được diễn live. Được biết, vì diễn biến phức tạp do dịch Covid-19, nên BTS diễn tại sân khấu ở Hàn Quốc và được ghi hình sẵn. Trước đó, nhóm đã đăng tải bộ ảnh để tập luyện cho màn trình diễn này. Dynamite chính thức đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Tối ngày 31 tháng 8, ARMY gần như thức trắng đêm để chờ kết quả công bố từ Billboard với thành tích khủng từ khi mới ra mắt. Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã chính thức gọi tên BTS ở vị trí quán quân. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, Dynamite tiêu thụ được 300.000 bản, đứng đầu về Digital Sales, 33,9 triệu lượt stream trên các nền tảng âm nhạc, đứng đầu về stream, đồng thời cũng đã thu về 11,6 triệu đơn vị từ lượt phát radio. Kết quả gần như đã được khẳng định, BTS đã viết nên lịch sử cho nền âm nhạc Hàn Quốc và trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên làm nên điều này sau 60 năm kể từ ca khúc Sukiyaki của Kyo Sakamoto. J-Hope ăn mừng Dynamite đạt số 1 Billboard Hot 100 trên TikTok. Vào ngày 1 tháng 9, J-Hope đã có màn ăn mừng cực dễ thương với nền nhạc Dynamite trên TikTok. BTS chiếm đóng 4 vị trí đầu bảng của iTunes Mỹ chỉ với một bài hát. Dynamite là bài hát bán chạy nhất trên iTunes Mỹ kể từ khi ra mắt. Đây là một thành tích lớn đối với một nghệ sĩ K-pop, nhưng chặng đường kỷ lục với iTunes không dừng lại ở đó. 4 phiên bản khác nhau của Dynamite đã chiếm đóng 4 vị trí đầu bảng của iTunes Mỹ. Ở vị trí đầu bảng không có gì ngạc nhiên khi phiên bản gốc của Dynamite giữ ngôi vương.
Vị trí thứ hai thuộc về phiên bản Acoustic và phiên bản EDM Remix về hạng 3. Cuối cùng thì phiên bản Instrumental được phát hành cùng lúc với bản gốc chiếm vị trí thứ tư. Trinh sẽ nhập ngũ vào cuối năm 2021 theo hồ sơ lên sàn chứng khoán của BitHit. Báo cáo chứng khoán ghi rõ, BTS bao gồm các thành viên sinh năm 1992 đến năm 1997 và tất cả đều đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ tại ngũ. Chúng tôi tin rằng có thể hoãn ngày nhập ngũ của Jin đến cuối năm 2021, theo luật nghĩa vụ quân sự hiện hành. BitHit cho biết thêm, để chuẩn bị cho các sự kiện như nhập ngũ, ốm đau hoặc tai nạn, chúng tôi liên tục mở rộng hoạt động bán hàng hóa và nội dung video không liên quan đến bất kỳ hoạt động trực tiếp nào của nghệ sĩ. Theo đó, công ty cũng đang xem xét các lĩnh vực nội dung tiền sản xuất như video album và quy hoạch lịch trình linh hoạt với các thành viên khác để giảm thiểu rủi ro giảm doanh thu khi anh cả lên đường nhập ngũ. BTS sẽ được chia 487.695 cổ phiếu của BitHit. Theo báo cáo chứng khoán của BitHit Entertainment mới được hé lộ, tháng 8 năm nay, BTS quyết định phân bổ bằng nhau 478.695 cổ phiếu của công ty. Vị chia đều cho 7 thành viên, tương đương mỗi người trở thành cổ đông, nắm 68.385 cổ phiếu. Giả sử 105.000 won là giá chào bán công khai, thì mỗi thành viên có thể hưởng giá trị bình quân tại thời điểm niêm yết vượt trên 7 tỷ won, tương đương 136,5 tỷ Việt Nam đồng trên một người. Dự kiến BitHit sẽ IPO vào tháng 10 năm nay. BTS tung lịch quảng bá Dynamite tháng 9. Ngày 10 tháng 9 biểu diễn tại NBC Today CD Music Series. Ngày 17 tháng 9 biểu diễn tại NBC America Got Talent. Ngày 19 tháng 9 biểu diễn tại iHeart Radio Music Festival. 26 tháng 9 phát hành MV vũ đạo Dynamite. K-Army có màn ăn mừng Dynamite cực độc đáo. BTS đạt được số 1 Billboard Hot 100, fan in ra dán luôn vào bánh gạo tặng người quen. Làm sao bộ tư nhìn giống fan của nhóm được vị trí số 1 Billboard Hot 100 lắm hay gì? BTS có thể được khoản nhập ngũ vì Hàn Quốc thảo luận lại luật nghĩa vụ quân sự. Được biết, luật nghĩa vụ quân sự đang được sửa đổi để đưa những nghệ sĩ có đóng góp cho nền kinh tế văn hóa của Hàn vào danh sách những cá nhân có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Theo luật nghĩa vụ quân sự hiện hành của Hàn Quốc chỉ cho phép những sinh viên đang theo học tại đại học, trung học hoặc là các viện đào tạo và nghiên cứu tư pháp và các vận động viên có thành tích xuất sắc được khoản nhập ngũ. Không tính thành viên nhỏ tuổi nhất là Trung Quốc, thì hiện nay tất cả các thành viên khác của BTS đều đang theo học chương trình cao học hoặc sau đại học. Điều này dường như đã dự tính đến việc một cá nhân thuộc dạng sinh viên đang theo học một trường cao học có thể sẽ được khoản nhập ngũ cho đến khi anh ta 28 tuổi. Hiện nay thì Jin, thành viên lớn tuổi nhất của BTS sẽ phải nhập ngũ vào tháng 12 năm nay vì cậu sinh vào tháng 12 năm 1992. Được biết, rất có thể danh sách những trường hợp được khoản nghĩa vụ sẽ bao gồm những cá nhân có ảnh hưởng xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị. Hiểu theo cách khác, đó chính là những cá nhân hoạt động nghệ thuật trên 3 năm có đóng góp xuất sắc trong việc nâng cao vị thế hình ảnh quốc gia được chính phủ ghi nhận sẽ được trì hoãn thời gian nhập ngũ. Ngoài ra, để tránh những bài trừ chỉ trích của tất cả mọi người, chính phủ còn nhấn mạnh đây không phải là miễn trừ mà chỉ là khoảng thời hạn tham gia quân đội. Vi chúc mừng sinh nhật Jungkook trong lúc cậu em đang ngủ. Vào ngày 1 tháng 9, Vi đăng lên Twitter một video chúc mừng sinh nhật cậu út chỉ vỏn vẹn 21 giây nhưng đủ làm ARMY gục ngã. Cụ thể là trong video, Vi bóp má Jungkook một cách đáng yêu và nói chúc mừng sinh nhật Jungkook-ki. Cuối cùng thì Vi không quên tặng cho cậu Jeon một cú nở môi sau khi chúc mừng sinh nhật. Suga nhờ BTS tác mình mới dám tin đã lên top 1 Billboard. Mới đây, Billboard công bố Dynamite đã trở thành bài hát đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của họ ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100. Tin tức ngọt ngào như một giấc mơ của BTS và còn diễn ra vào một dịp đặc biệt của nhóm, đó là sinh nhật Trung Quốc. Để cảm ơn người hâm mộ, BTS đã tô chức một buổi phát sóng trực tiếp trên V-Live. Ngay cả Suga, thuộc tiếp người điềm tĩnh vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích. Để chắc chắn đây không phải là mơ, Suga nói BTS hãy tát mình. Và rồi, anh em nhà vô tát anh Bang một cách đáng yêu. Ai cũng mong chờ giây phút này, Suga đơn giản nghĩ rằng Bangtan sẽ không làm đau cậu đâu, nên cậu nhắm mắt và tận hưởng điều đó. BTS thiết lập 3 kỷ lục Guinness Thế giới mới với Dynamite. Video được xem nhiều nhất YouTube trong 24 giờ đầu tiên. MV được xem nhiều nhất YouTube trong 24 giờ đầu. MV được xem nhiều nhất YouTube trong 24 giờ đầu của nhóm nhạc K-pop. Đối với hai kỷ lục về công chiếu gồm video có lượng người xem công chiếu cao nhất và MV có lượng người xem công chiếu cao nhất, đại diện Guinness nói đang chờ một số xác nhận từ thống kê của YouTube.
MV Blood, Sweat and Tears vượt mốc 9 triệu lượt like trên YouTube. Blood, Sweat and Tears là MV thứ 9 của BTS đạt 9 triệu lượt like sau Boy With Love, Dynamite, DNA, Fat Love, Idol, Mid Group, On MV, On Film. BTS là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới có 9 MV đạt hơn 9 triệu lượt like. Các ca khúc solo của V đạt top trend sau khi xuất hiện tại MTV's VMAs. Các ca khúc solo của V bao gồm Inner Drive và Squid Night đã tăng trở lại trên bảng xếp hạng âm nhạc trên iTunes của Mỹ, đã có một đợt tăng đột biến ngay sau lễ trao giải. Vậy là Mấy Bồ đã cùng mình điểm lại những tin tức hot nhất tuần qua rồi. Cảm ơn Mấy Bồ đã xem hết video này nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tin tức của trai nhà ở những số BTS News vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần. Nhớ đón xem đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!